1518 váy sơ mi chân váy xếp ly quá trời đẹp luôn này các chị. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm 1518. Chị nào mình đặt hàng cái đồng này của em thì mình tranh thủ lên đơn sớm để giùm em bên em tư vấn và chờ hàng nha các chị ơi. Hôm nay em sale rẻ cho mấy chị mình luôn ạ. Chỉ còn có giá tiền bao nhiêu các chị ơi? Chỉ còn có giá tiền là 349.000 đồng trong bài lễ chuyên ngày hôm nay thôi. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm cho em tư vấn và chờ hàng cả nhà nha. 1518 kèm luôn cho em cái số điện thoại là được cả nhà ha. Sale ngay trong bài lễ chuyên ngày hôm nay, không có áp dụng bên ngoài đâu. Chị nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm để giùm em tư vấn và chờ hàng chờ xa giá cả nhà mình luôn nè. 1518 kèm luôn cho em cái số điện thoại là được cả nhà ha. Sale ngay trong bài live stream ngày hôm nay, không có áp dụng ở ngoài đâu ạ. Giao hàng về tới tận nhà và khi cả nhà nhận được hàng bên shop em, cả nhà còn được kiểm tra hàng trước khi mình thanh toán nữa. Rất là nhiều chương trình ưu đãi luôn, nhanh tay lên đơn thật là sớm nha em tư vấn và chờ hàng chờ xa giá cả nhà mình luôn ha. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1518 cả nhà nha. Váy sơ mi cả nhà ơi, mẫu em đang mặc trên người mã số 1518, thiết kế là mình sẽ là cổ sơ mi nè, trên váy xếp ly các chị mình trộn đẹp quá đi các chị ơi. Ngày hôm nay em sẽ sale luôn một cái em váy em may cầu kỳ như thế này mà chỉ có giá là 349.000 đồng thôi ạ. Các chị mình đặt hàng cho em xin cú pháp nha, 1518 kèm số điện thoại, không có mã số không lên đơn được nha các chị. Váy đang có cho cả nhà mình 4 size M là XL và lại 2XL, từ 40kg cho tới tầm 65-66kg luôn. Và eo tối đa thì eo tầm 85-86 đổ về, cả nhà mình sẽ mặc đẹp thoải mái. Chị khách mà mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm cho em nha. 1518 kèm số điện thoại cho mà được nha các chị ơi. Em giao hàng về tới tận nhà cho các chị mình luôn, và khi các chị mình nhận được hàng ở nhà đó thì các chị mình sẽ được quyền kiểm tra hàng trước khi mình thanh toán. Ngoài ra bên shop em sẽ có thêm cho mình một cái chương trình ưu đãi, chị khách nào mà mình đặt hàng bên shop dồn đơn cho em ngày hôm nay 600.000 đồng sẽ được miễn phí giao hàng toàn quốc luôn nha. Chị nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ liên giùm em chị Nguyễn Thị Bảo Yến là 1518 ok có đơn luôn ạ. Mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm 1518 ngày hôm nay em sale rẻ cho các chị mình luôn, vừa bán vừa tặng luôn trong bài livestream ngày hôm nay. Giá bao nhiêu các chị ơi? 349.000 đồng, chất liệu vải châu tô, hàng vải dày dặn nè, đẹp cho cả nhà mình, váy mềm nha các chị ơi, êm ái mặc thích cực kỳ luôn. Trên váy xếp ly cho cả nhà mình, xòe ra theo hình cánh quạt, khóa kéo nằm đằng sau lưng, trời nó đẹp dã man luôn các chị. Mà chỉ có giá bao nhiêu? 349.000 đồng trong bài livestream ngày hôm nay, mã sản phẩm là 1518. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ nha, trụ váy đẹp ghê luôn á các chị. Đó, đi tới đâu hả? Nó phồng phồng tới đó nè các chị, mình thấy không? Trời ơi xinh dã mang luôn. Dạ đủ kiểm tra hàng trước khi thanh toán nha chị. Nền vải của em nó là màu trắng và với những cái họa tiết hoa da beo mà nhỏ nhỏ nhí nhí như thế này á, chị mình mặc lên thứ nhất là nhìn rất là trắng luôn, nhìn rất là sáng cái gương mặt của mình, còn thứ hai là cực kỳ gọn dáng. Chị nào mình đặt hàng cái bộ lông này thì không thể nào bỏ lỡ. Em váy này em về được cho mình số lượng ít thôi nha các chị, chứ không có nhiều. Đây là hàng vải hiếm, thứ nhất là vải hiếm, còn hai cái form dáng đồng này em mang cho mình phải nói là nó đẹp mê ly luôn. Mà chỉ có giá 349.000 đồng thôi các chị. Váy về cho mình được số lượng cực ít, mỗi size chỉ có 15-17 cái là em hết rồi đó. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm cho em luôn. 1518 kèm số điện thoại, mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm 1518 cả nhà nha. Chị Vi Nguyễn 1518 ok trước rồi nè. Còn chị khách nào mình đặt hàng là mày đổ, mình tranh thủ lên đơn sớm cho em nha mấy chị. 1518 kèm số điện thoại cho em là được luôn ha. May một lớp có khóa kéo phía sau luôn ạ. À, mấy màu vậy em? Dạ được một màu duy nhất chị 55kg, eo dưới 75 thì chị mình mặc size L, còn eo trên 75 thì mình mặc size XL bên em nha. Tùy theo cái chiều cao với lại cái phòng eo của mình, bên em sẽ có chuyên viên gọi điện thoại để tư vấn lên đơn thêm. Chị nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm để giúp em tư vấn và chờ hàng luôn. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1518 nha mấy chị. Đồng đang mặc trên người mã sản phẩm 1518. Chị nào mình đặt hàng tranh thủ lên đơn sớm, 64kg mình mặc 2XL cho em là vừa chị nha. Tùy theo cái chiều cao với lại cái vòng eo của mình, bên em sẽ có chuyên viên gọi điện thoại tới tư vấn lên đơn thêm. Đặt hàng nhanh chắc chắn có đơn, còn đặt hàng chậm quá nó hết hàng nha các chị. À, chị Oanh Nguyễn ok có đơn 1518 luôn ạ. Còn chị khách nào mình đặt hàng đồng này đổ mình tranh thủ cả nhà ơi. Chất vải châu tôm cho các chị yêu mình, váy mềm êm ái nè, chân váy xếp ly trộn nó đẹp quá cả nhà ơi. Chốt đây kẹo lỡ nha, và váy này cả nhà có thể mặc đi đâu ạ? À? Đi chơi, đi tiệc, đi làm, công sở, dạy học, văn phòng đẹp dã man luôn các chị. 349.000 đồng, vải đẹp lắm nha các chị ơi. Hàng vải châu tôm cao cấp cho cả nhà mình. Đây là hàng vải nhập cho cả nhà mình ha, vải siêu xịn luôn các chị. Chỗ cái vải này nó xịn dã man luôn các chị ơi. Vải dày dặn ha, mềm rũ mặc cực kỳ thích. Dạ mẫu em đang mặc trên nguồn mã sản phẩm 1518 chị. Về nhà cầm cái gói hàng lên trên tay là các bạn chỉ có nghiện thôi. Dạ 349.000 đồng chị ạ. Còn chị khách nào mình đặt hàng nữa mình tranh thủ lên đơn sớm nha em tư vấn.
Đầm này giá bán tại cửa hàng 450.000 đồng chị yêu ạ. Nhưng mà trong bài livestream ngày hôm nay á, chị khách là mình đặt hàng có chia sẻ livestream với em giảm giá cho mình luôn, chỉ còn có giá là 349.000 đồng thôi ạ. Các chị mình đặt hàng nhanh chắc chắn có đơn, còn đặt hàng chậm nó hết hàng uổng nha. Lên đơn ngay cho em tư vấn và chờ hàng 1518 kèm số điện thoại mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm 1518. Chị nào mà đặt hàng thì mình tranh thủ giảm có 1m65, đầm này em mặc dài ngang lưng chừng tầm nửa bắp chân của em nha. Đó, chị Ngọc Nga ok chốt 1518. Cái gì mình thích mặc dáng dài để dài mình mặc, còn không thích mặc dáng dài có thể lên like các gắn tùy thế thích của mình mà không hề sợ bị mất phong đầm luôn. Chỉ có trong livestream này giá 349.000 đồng thôi, đặt ngay kẹo lỡ nha các chị ơi. 1518 kèm luôn cho em cái số điện thoại, chỉ còn có giá tiền là 349.000 đồng trong bài livestream ngày hôm nay. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm để giùm em tư vấn và chờ hàng chờ xa gia cảnh nhà mình luôn ạ. À, mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm 1518, chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm nha. Chị Lily 62kg mình mặc size 2XL cho em là vừa nha chị. Váy này hiện tại đang có cho cả nhà được 4 size đầy đủ luôn. Em có cho mình là size M, size L, XL và lại 2XL, từ 40kg cho tới tầm 65-66kg và em tối đa em tầm 85-86 độ về, cả nhà sẽ mặc đẹp thoải mái. Trên váy xếp ly phòng phòng nha các chị yêu mình, khóa kéo phía sau lưng mã sản phẩm là 1518. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên giùm em nha. Chị Thiên Lam 1518 ok có luôn ạ. À, còn chị khách nào mình đặt hàng đầm này nữa mình tranh thủ lên đơn sớm cho em luôn. 1518 kèm số điện thoại cho em là được mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm 1518 giá 349.000 đồng thôi nha. 1513 đầm sơ mi đẹp xuất sắc này các chị, đầm này thiết kế sao là cổ sơ mi cho cả nhà mình ha, tay ngắn ôm eo dáng đồng phong trề cho cả nhà mình, may một lớp cho các chị mình kèm luôn hai túi có khóa kéo phía sau lưng. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm nha em luôn nha. 1513 kèm luôn cho em cái số điện thoại là được cả nhà ha, sale ngay trong bài livestream ngày hôm nay, không có áp dụng bên ngoài nha các chị. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm để giùm em tư vấn và chờ hàng chờ xa cho cả nhà mình luôn, mã hàng với số điện thoại cho em là được cả nhà ha. Chúc ngay trong bài livestream ngày hôm nay, không có áp dụng bên ngoài nha các chị. 1513 kèm số điện thoại, đầm đang mặc trên người mã sản phẩm là 1513. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm để giùm em tư vấn và chờ hàng chờ xa cho cả nhà mình luôn ha. Các chị mình đặt hàng nhanh đó chắc chắn là sẽ có đơn, còn nếu như mà cả nhà đặt hàng chậm nó hết hàng uổng nha các chị. Nền vải của em nó là màu xanh ha, có phối với mình cái tông mà xanh phối vàng thì phải nói quá sang luôn các chị ạ. À, ngay bây giờ chốt ngay kẹo lỡ nha các chị, trời quá đẹp luôn cả nhà, quá xuất sắc luôn ạ. À, mẫu em đang mặc trên người mã số 1513. Em về cho mình cái em đầm này phải nói là quá đẹp luôn các chị. Nền vải màu xanh nè, phối với cả những hoa màu vàng này các chị ơi, trời nó sang. Quá sang luôn các chị ạ. À, mẫu đang mặc trên người mã số 1513. Ngày hôm nay em lên sale là cả nhà đã thấy rồi đúng không? Thấy livestream là thấy có sale rồi đúng không các chị ạ? À, giá gốc tại cửa hàng 480 nhưng trên bài livestream ngày hôm nay chị còn có giá tiền là 349.000 đồng. Đặt hàng cho em xin cú pháp quen thuộc 1513 và kèm luôn cho em cái số điện thoại là được cả nhà ha. Em chúc ngay trong bài livestream ngày hôm nay không có áp dụng bên ngoài nha các chị khách nào mà đặt hàng tranh thủ lên giùm em. Chị Ngọc Nhi 1513 ok có 349.000 đồng. Chị Nha Gia Linh ok chốt, chị Nga đồ ok chốt lên hàng 1513 luôn. Còn chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ một lớp hai túi có khóa kéo phía sau lưng ha các chị ơi. Chất liệu vải lụa, trời cái hàng vải lụa này mê lắm các chị. Giờ lên mặc vải một cái nó mịn dễ sờ luôn các chị ơi, nó rất là mềm, rất là mịn luôn ha. Mặc lên cực kỳ thoải mái cho chị em mình và có giá là 349.000 đồng thôi nè. Chị nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm cho em ha. Em có nhánh eo nha các chị, và phần chân váy nó sẽ có cái độ xòe nhẹ tự nhiên nha cả nhà mình, khi mà mình diện lên nó sẽ che khéo được cái phần bụng rất là tốt luôn. Và chị khách nào mà mình sợ chập vai hay là sợ lộ bắp tay to thì ok thoải mái nha nhà ơi. Tại vì cái em váy này em đã có may xếp ly cho cả những cái phần vai phòng như thế này. Nền vải màu xanh này các chị đẹp chưa? Hoa thì màu vàng ha, hoa hồng nữa các chị, hoa hồng màu vàng nè. Có điểm với cả những một số cái hoa màu nhỏ nhỏ màu đen như thế này nữa. Cái gam màu này phải nói là cực phẩm rồi mấy chị khách nào chưa có ngày bây giờ chốt liền cho em ha. Lần đầu tiên về cho mình cái gam màu này phải nói nó phối với nhau nhìn nó quá sang luôn các chị ạ. 349.000 đồng không nhanh tay là hết nha các chị. Và hiện tại shop có cho cả nhà mình mỗi size chỉ được 12 cái, 17 cái là em hết rồi nha. Chị khách nào mà đặt hàng thì mình cho em xin mã số sản phẩm 1513 và kèm luôn cho em cái số điện thoại là được nha các chị. 4 size đầy đủ cho cả nhà mình dễ chọn, size M, size L, XL và lại 2XL, từ 40kg cho tới tầm 65-66kg. Và eo tối đa thì eo tầm 85-86 độ về, cả nhà mình sẽ mặc đẹp thoải mái cho em luôn. Chị nào mình chưa có cái mẫu đầm này của em thì mình tranh thủ lên đơn sớm để giùm em tư vấn và chờ hàng chờ xa gia cảnh nhà mình luôn ạ. 1513 kèm số điện thoại, mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm 1513. À, chị 60kg em, trời ơi 60kg thì eo dưới 80 thì mình mặc size XL, còn eo trên 80 thì chị mình mặc size 2XL cho em đầu vừa ha. Em thấy gần đôi cải mình xem ha, đường may mũi chỉ này các chị, mê chưa?
Trời ơi, cái đường may mũi chị quá đẹp luôn cả nhà ơi. Có khóa kéo ẩn nằm đằng sau lưng cho cả nhà luôn ha. Chị nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm nha em luôn nè. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1513. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm. 63kg mình mặc 2XL cho em đây chị. Tùy theo cái chiều cao với lại cái vòng eo bên em tư vấn thêm nha. Ở đây em cao 1m65 này mấy chị ơi. Đầm này em mặc ngang bắp chân của em á. Tính ra cái em đầm này dáng tương đối là lưng lửng dễ mặc cho các chị mình. Đó, còn chị nào thích mặc trên gối thì mình có thể về nhà lên like các kháng tươi thích. Đầm mặc mát không em? Chỗ ba mát chị. Nó không những mát đâu, nó còn mềm nè, còn mịn nè chị, và mặc không sợ bị nhăn nha. Dòng vải này mặc không sợ bị nhăn cho mình luôn, kèm luôn cả hai túi nè, dáng xòe tự nhiên nè chị, sang không? Trời, nhìn góc nào cũng đẹp, nhìn góc nào cũng sang hết, mà chỉ có giá là 349.000 đồng thôi. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm 1513, chị Thu Dương ok có, chị Tina ok chốt 1513 luôn, chị còn có giá là 349.000 đồng. Còn chị khách nào mình đặt hàng đầy đủ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em luôn nha. Chị Hoàng Yến ok chốt 1513 luôn. Dạ em có 4 size cho mình dễ chọn luôn nè chị, size M, size L, XL và lại 2XL, 40kg cho tới 65-66kg. Gam màu này rất đẹp nha mấy chị, được đúng một màu và về cực kỳ ít cho cả nhà luôn. Và tất cả những mẫu đồng anh sắp em thì thường á cái chị, em chỉ sell trên livestream thôi, không có sale bên ngoài đâu. Giá mua tại cửa hàng là 400 rưỡi 458, chứ không ít đâu các chị. Nhưng trên bài livestream ngày hôm nay, chị khách là mình đặt hàng chia sẻ livestream cho shop 3 lượt thôi, chỉ còn 3 lượt chia sẻ em giảm giá ngay cho mình, chỉ còn có giá là 349.000 đồng trên livestream thôi ạ. Rồi cả nhà ơi, còn 10 giây cuối cùng các chị, mình đặt hàng giúp em 1513 kèm xuyên thoại giá 349.000 đồng nha. Kiểm tra kỹ lại nha các chị ơi, có chia sẻ chưa nè, mã số 1513 rồi số điện thoại của mình nữa, không có mã số em không chốt đơn được cả nhà nha. Nhanh tay lên đơn thật là sớm nha, em tư vấn và chờ hàng chờ sai cho cả nhà mình luôn ạ. 1513 kèm xuyên thoại 349.000 đồng, chị Hoàng Anh, chị Kim Nga ok chốt. Còn chị khách nào mình đặt hàng nữa mình tranh thủ lên đơn sớm thì giùm em tư vấn và chờ hàng luôn nha. Mã số với số điện thoại cho em là được cả nhà ha. Sao ngay trong bài livestream ngày hôm nay, không có áp dụng bên ngoài nha các chị. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm để giùm em tư vấn và chờ hàng luôn nha. Cái chị mình đặt hàng nhanh chắc chắn có đơn, đặt hàng chậm hết hàng nha các chị ơi. Nhanh tay lên đơn sớm để giùm em tư vấn và chờ hàng luôn nè. 1513 kèm số điện thoại. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1513. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm thì giùm em tư vấn và chờ hàng luôn. 1513 với số điện thoại cho em là được ha. Chị Nguyễn Phụ 1513 ok có luôn ạ. E73 mình mặc cho em size L là vừa nha chị. Cái gam màu này sang chưa? Sang chỉnh cực kỳ luôn đó chị ơi. Hai lớp nè, kèm luôn cả hai cái túi. Có khóa kéo phía sau lưng, mã sản phẩm là 1513. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm thì giùm em tư vấn và chờ hàng. Mã hàng với số điện thoại cho em là được cả nhà ha. Sao ngay trong bài livestream ngày hôm nay, không có áp dụng bên ngoài nha các chị. Chị Cẩm Hoa 1513 ok có luôn ạ. Còn chị khách nào mình đặt hàng nữa mình tranh thủ lên đơn sớm giùm em tư vấn luôn nha. 1509 cái chịu nha. Đầm này thiết kế rất là cổ vuông ha các chị. Tay ngắn phòng nhẹ ôm eo dáng bằng phong xòe. May một lớp kèm luôn cả hai cái túi và có khóa kép phía sau lưng. Mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm là 1509. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm nha em tư vấn và chờ hàng luôn. Mã số sản phẩm với số điện thoại cho em là được cả nhà nha. Sale ngay trong bài livestream ngày hôm nay, không có áp dụng bên ngoài nha các chị. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm để giùm em tư vấn và chờ hàng chờ xa cho cả nhà mình luôn. Mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm là 1509. Đầm đang mặc trên người mã sản phẩm là 1509. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm giùm em tư vấn và chờ hàng chờ xa cho cả nhà mình luôn. 1509 với số điện thoại cho em là được cả nhà nha. Chốt ngay trong bài livestream ngày hôm nay, không có áp dụng bên ngoài nha các chị. Giá bao nhiêu ạ? 299.000 đồng trong bài livestream ngày hôm nay. Chị Nguyễn Linh ok có 1509 luôn ạ. Còn chị khách nào mình đặt hàng là mày nữa mình tranh thủ lên đơn sớm giùm em tư vấn và chờ hàng nha. Giao hàng về tới tận nhà, và khi cả nhà mình nhận được hàng á thì các chị mình sẽ được quyền kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Ngoài ra mình sắp em sẽ có thêm như một cái chương trình ưu đãi, chị khách nào mà mình đặt hàng bên shop em dùng đơn cho em ngày hôm nay 600.000 đồng thì mình sẽ được miễn phí giao hàng toàn quốc luôn nha. Cố gắng mình đặt hàng thật là sớm nha em, để bên em tư vấn và chờ hàng chờ xa cho cả nhà mình luôn. 1509 kèm số điện thoại cho em là được. Mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm 1509. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm để giùm em tư vấn và chờ hàng luôn nha. Mã số với số điện thoại cho em tư vấn và chờ hàng chờ xa cho các chị mình luôn nè. 1509 kèm số điện thoại. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm 1509. Chút nhanh kẹo lỡ cả nhà ha. Đầm da beo cực kỳ xinh này các chị. Mẫu em đang mặc trên người mã số 1509. Đầm này thiết kế sẽ là cổ vuông cho các chị yêu mình. Tay ngắn phòng nhẹ nha các chị. Trên váy nè, phòng cho cả nhà mình. Dễ thương không các chị ơi. Mặc lên không sợ bị chật bắp tay, và cũng không có sợ bị lộ vòng bụng cho cả nhà mình luôn nữa. Mà chỉ có giá 299.000 đồng thôi nè. Chị nào mình đặt hàng tranh thủ lên đơn sớm. L83 mình mặc 2XL chị. Váy này hiện tại em đang có cho cả nhà được 4 size luôn nha các chị. M, XL và 2XL. 40kg cho tới là tổng 65-66kg nè. Và eo tối
tới là em tầm 85-86 đổ về, cả nhà mình sẽ mặc đẹp thoải mái cho em cái mẫu đầm này luôn. Chị nào mà đặt hàng lên đơn cho em mã số 1509 với số điện thoại chỉ có 299.000 đồng cho bạn trong ngày hôm nay thôi. Tại vì mình mua tại cửa hàng với giá tiền bao nhiêu cả nhà ơi? 399.000 đồng. Thì ngày hôm nay váy này em giảm giá cho mình luôn, chỉ còn có giá là 299.000 đồng thôi. Các chị mình đặt hàng nhanh kẻo hết nha các chị. Tất cả những mẫu đầm bên shop em thường em chỉ về được có một lần duy nhất rồi qua luôn. Cả nhà đã đồng hành với shop em hơn 5 năm nay thì các chị mình đã biết rồi đúng không? Về được có một lần duy nhất là em qua luôn chứ không có về đi về lại. Chị nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm cho em 1509 kèm số điện thoại cho em là được ha. Chị Hồ Thanh Thúy 1509 ok có đơn hàng, chị Ngọc Lan ok trước đơn hàng 1509 luôn ạ. Rồi chị khách nào mình đặt hàng đầm này nữa mình tranh thủ lên đơn sớm cho em luôn. 1509 kèm số điện thoại chỉ còn có giá tiền bao nhiêu cả nhà ơi? Chỉ còn có giá tiền 299.000 đồng trong bài livestream ngày hôm nay. 49kg mình mặc cho em size M là vừa nha chị, 63kg mình mặc 2XL cho em là ok luôn chị ơi. Tùy theo cái chiều cao với lại cái vòng eo của mình, bên em sẽ có chuyên viên gọi điện thoại tới tư vấn lên đơn thêm ha. Chị khách nào mình đặt hàng nhanh chắc chắn là sẽ có đơn nha các chị, nhưng mà nếu như mình đặt hàng chậm nó hết hàng uổng nha các chị ơi. Dạ 63kg mình mặc 2XL cho em là vừa chị ha. Đầm họa tiết da beo cho cả nhà mặc lên rất là sang mà mang cho mình theo cái kiểu cổ vuông như thế này, vừa sang vừa trẻ cho các chị mình luôn nữa. Chỉ còn có giá là 299.000 đồng thôi nè. Mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm là 1509. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm giúp em tư vấn và chờ hàng luôn ạ. Chị Phấn Nguyễn 1509 ok trước đơn luôn. Còn chị khách nào mình đặt hàng đầm này nữa mình tranh thủ lên đơn sớm cho em luôn nha. 1509 kèm luôn cho em cái số điện thoại là được cả nhà ha. Sao ngay trong bài livestream ngày hôm nay không có áp dụng bên ngoài nha các chị. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm giúp em tư vấn và chờ hàng luôn ạ. Dạ eo 83 mình mặc 2XL cho em đi chị. Chị 50kg, nếu như mà eo dưới 70 thì chị mình mặc size M, còn eo trên 70 mình mặc size L. Vải gì vậy em? Dạ dòng vải này là vải lụa mango cao cấp cho chị mình ha. Váy này thì chỉ còn may một lớp thôi, rất là vừa mà không có sợ thấy sợ lộ đâu chị. Có hai túi nè, co giãn nhẹ nhàng hai chiều cho mình luôn. Váy mặc êm mềm, mặc thích lắm luôn á. Mà mặc mẫu đầm này không sợ bị nhăn nha chị. Hai túi đây. Rồi mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1509. Giá sale ngày hôm nay bao nhiêu cả chị ơi? 299.000 đồng. Chốt nhanh kẹo lỡ nha các chị. Em chỉ chốt sale trên live thôi à các chị. Tại cửa hàng mình mua 399 lận. Rồi livestream chia sẻ livestream game 3 lượt đi. Em giảm giá còn có 299.000 đồng thôi. Thêm cho mình một cái chương trình ưu đãi nữa nha. Chị khách nào mà mình đặt hàng bên shop em ngày hôm nay dồn đơn hàng cho em 600 đó thì mình sẽ được miễn phí do hàng toàn quốc luôn. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm để giúp em tư vấn và chờ hàng. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1509. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm cho em luôn. 1509 và kèm luôn cho em cái số điện thoại chị còn có giá là 299.000 đồng duy nhất trong bài livestream ngày hôm nay nha. Chị Phụng Võ ok có đơn, chị Thúy Thúy ok chốt 1509. Còn chị khách nào mình đặt hàng đầm này nữa mình tranh thủ lên đơn sớm cho em tư vấn và chờ hàng luôn. 1509 kèm số điện thoại chị còn có giá là 299.000 đồng thôi nha các chị. 64kg mình mặc 2XL cho em là vừa chị yêu ơi. Này vải này cái chị, nó họa tiết da beo ha. Vải đẹp, co giãn nhẹ nhàng hai chiều, mềm mịn mặt mát, một lớp hai túi nè, có khóa kéo phía sau lưng, mã sản phẩm là 1509. Chị nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm cho em 1509 với số điện thoại. Chỉ còn có giá tiền bao nhiêu cái chị yêu ạ? 299.000 đồng thôi. Đầm mấy màu vậy em chạy được một màu duy nhất chị. Em có 1m65. Ở đây em có 1m65 cả nhà nha. Đầm này em sẽ mặc phủ gối luôn, chỗ đẹp giả mang luôn. Cái chị có 299.000 đồng thôi. Màu vải cũng rất là xịn cho cả nhà mình luôn nữa. Đầm đẹp vải xịn nè, mặc lên vừa trẻ này các chị. Và cái cổ vuông này cả nhà mình mặc lên nhìn cái gương mặt của mình rất là sáng. Ở đây em mặc size M thì cái cổ vuông tầm bao nhiêu đây, mà chị khách nào mặc size L, XL, L2X thì cổ vuông nó cũng không có xê xích bao nhiêu cả. Cho mình không có sợ là cái cổ này nó có quá rộng hay không nha. Rất là vừa mặc cho cả nhà mình luôn. Dạ 299.000 đồng thôi ạ. Mã sản phẩm 1509 cho em xin mã số chị ơi. Eo 84 mình mặc size 2XL cho em là vừa luôn chị nha. Tùy theo cái chiều cao với lại cái vòng eo của chị mình, bên em sẽ có chuyên viên gọi điện thoại tới tư vấn lên đơn thêm nha. Chị khách nào mình đặt hàng tranh thủ lên đơn sớm để giúp em tư vấn và chờ hàng luôn ạ. 1509 giá 299.000 đồng ngay hôm nay cả nhà nha.